Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Mộc Guitar xin chia sẻ với mọi người một cái câu dạy bass về hợp âm rê thứ khá là hay khi chúng ta đệm bolero ha. Đầu tiên mình sẽ đánh mẫu như thế này. Đó, thì cú pháp của nó là như thế này ha. Đầu tiên mọi người để cho mình thế tay là rê thứ nè. Rê thứ nha. Ngăn thứ nhất, dây thứ nhất, ngăn thứ 3, dây thứ hai và ngăn thứ hai, dây thứ ba, và đồng thời chúng ta chỉ có sử dụng cái ngón trỏ ngón giữa và ngón út thôi nha, còn cái ngón này chúng ta giữ lại. Đó. Rồi bấm như vậy ha mọi người ha. Rồi chúng ta đánh là ba rê nè, dây bốn á, bốn ba hai một, rồi tiếp tục ha. Rồi chúng ta đánh là dây thứ tư tiếp nè, đó rê, rồi cái ngón áp út này chúng ta chặn vô ngăn thứ ba, dây thứ tư kéo lên ngăn thứ năm, và đồng thời cái ngón này chúng ta chặn 3 giây, 3 2 1, 4 3 2, đó. Rồi tiếp tục chúng ta đánh vô cái nốt mi ngăn thứ hai, dây thứ tư nha, mi ngón út vô ngăn thứ năm, dây thứ tư son, ngón giữa vô ngăn thứ ba, dây thứ tư pha, rồi trở về lại ngăn thứ hai, dây thứ tư mi rê, đó rồi lại ha. Rồi rất là đơn giản ha, chúc mọi người thành công.